cùng nhìn lại hình ảnh tàn phá của bão Iagi. Những ngày tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3, bão Iagi đổ bộ Việt Nam với sức tàn phá khủng khiếp, mưa lũ do hoàn lưu của bão trút xuống các tỉnh phía Bắc gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng. Sửa lôi tất cả mọi thứ xung quanh mình, kể cả ngôi nhà lẫn cây cối. Nhìn xuống cây đổ rầm rầm mà xót. Chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi. Cả người cả xe xuống theo nhau dưới. Ôi ôi. Kéo. Ôi cháy. Xong. Đám đất bùn to mà nó vào tầm khoảng trên 100 mét, sạt nó từ trên đỉnh núi ngoài nó xuống vùng xuống một khu vực mà bà con nhân dân ở trên núi. Năm bố con đẩy nhau lên cái đồi, đẩy không kịp rồi bố cũng dạt đi, cả vợ con cả cũng dạt đi hết rồi. Hai vợ con đi làm thuê bố ở nhà, ai ơi dập xuống không biết ở đâu nữa rồi. Có thể nói rằng là gần 100 năm nay thì lần đầu tiên có một cái số lượng người chết trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Lào Cai quyết tâm đoàn kết để cùng với các lực lượng trung ương để tổ chức tìm kiếm và sớm ổn định cái đời sống nhân dân. Tôi đến cái vùng này, cái làng nổ thì thấy thực sự là rất đau xót, có cao với các ông chị như vậy. Anh em ơi, tay lên, tay chân khỏe ra đây. Mái nhà sân các thứ là bay hết, thiệt hại nhiều luôn. Nó ập một phát một cách đột ngột luôn, mình không kịp trở tay. Xe cộ là ngập hết, không có mùa màng, chả còn được cái gì. Thương các bạn nông dân, các bạn con cho mình mất nhiều. Không ai mong muốn chuyện đó xảy ra, nhưng mưa lũ lớn quá, thiệt hại nhiều quá. Giờ không biết phải làm sao, chỉ biết giúp nhau dọn dẹp khắc phục thôi. Xe hẳn thôi, cầm mua xe luôn. Rồi, nghe được rồi. Chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng rồi.